Có khi nào ra thêm con cho mình nữa không ta? Thiết nghĩ coi nào ra thêm con nữa không nhờ? Mà chơi game up 2 phát đủ mất cái bài đó, con quơ công lên 2 bán bao nhiêu tiền, bán được chắc được 5 vàng à. Bấm roll 2 cái à, bấm roll 2 cái à, rồi làm gì? Cấp 9 đủ má, mày kiếm một con phiêu ra một của tụi nó mấy ông đỏ không mắt. Level 9 mấy ông roll, mấy ông kiếm được một con tướng đủ á mà một tiền mấy ông đỏ không mắt. Khó vãi con. Game này mình đánh cái kia được nha. Hôm qua người ta đi nhậu với cái lần đó đi massage. Vớ vẩn sầu dưa. Vớ vẩn sầu dưa. Donate chuẩn vậy. Qua chim bếp lên còn ngủ anh ba đi massage mà. Trời ơi làm gì có. Anh em nghĩ cái gì vậy? Anh em nói nhầm ai rồi đó chứ. Thằng kid này cũng đi massage bao giờ đâu. Anh em nói gì chết kid thì luôn á. Anh em cứ nói không chết kid được rồi. Xa đâu anh em ơi, tiền đâu đi. Đi cái riệt mẹ 3 triệu bạc, 4 triệu bạc tiền đâu đi. Mất sao khỏe thì có đi, mất sao khỏe chắc đi tầm từ mất sao khỏe đi chắc tầm 300 ngàn thì có tiền đi. 3 triệu tiền đâu đi. Đi gặp má làm miễn phí. Trời ơi, đâu ra miễn phí. Đâu ra miễn phí. Đụ má mấy ông đi chơi, mấy ông sướng cặt mấy ông mà ông ngồi miễn phí, đụ mẹ. Mấy ông đi chơi gái, mấy ông đi chơi gái, mấy ông xuống cặp mấy ông mà mấy ông đòi người ta miễn phí cho mấy ông, đụ má dẫn đâu tới vậy. Bữa giờ sau dịch vào việc lại nên AXN bữa giờ doanh thu ổn cô em. Nói chung là cũng tạm được anh Quay ơi, nói chung là sống cũng được anh Quay, đủ tiền cơm anh Quay ơi, em cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn 709, cảm ơn fan. Về nước đi fan ơi, chơi bên Hàn bị tụi nó ỉa vô đầu. Ỉa đâu, ỉa đâu, nó có làm được cái gì kít đâu. Mắt sao khỏe là đúng nghĩa nha, trời mắt sao khỏe cái spa đó, khỏe spa đó mọi người. Làm gì gian mai cái gì nữa, khỏe spa mà, cảm ơn anh Hùng nha anh Hùng. Thôi em ơi, mình không có người yêu thì đi massage các thứ để xả với thư giãn có sao? Không, nhưng mà em không có đi. Chẳng mang tiếng máy địt, hôm qua đội nón cam đeo cái túi là anh đoán rồi. Em đâu có đi ba cái đó đâu, trời ơi linh tinh nữa. Hôm qua em làm gì có đeo cái túi nào? Hôm qua em làm gì có đeo cái túi nào? Hôm qua chết mà thấy em đeo cái túi được, để thua bao nhiêu em cũng thua đó. Hôm qua làm gì có đeo cái túi nào, nhìn nhầm nào rồi đó. Kia anh ba đi để được giảm giá 30% cho mọi người, cái lòng quá cái tào lao. Giờ anh em dí mình, anh em giờ anh em đè anh em dí mình, anh em vớ vẩn sầu dưa. Anh giờ anh em đè anh em dí con kiếp này đủ má chết rồi, anh em sầu dưa vừa thôi. Trên xe đè chịu có không có đi, đủ má thiệt chứ, nhìn tôi vậy mà đi massage gì mấy ông, tiền đâu đi. Tiền đâu để massage, tiền có ăn ở đây nè, massage gì khùng đi vừa mãi thôi, tiền đâu đi. Kiếp qua Hàn chưa bay lần nào, bay 2 lần, hôm nọ có quá một lần bay bị tấp tơ, bị tấp 2 á, bị thằng lồn kia ron không kịp á, xong rồi bị tấp 2, bay 2 lần rồi. Sao không lấy bùa đỏ? Không, kiếp đâu có chơi pháo thủ đâu mà lấy bùa đỏ. Kiếp đâu có chơi pháo thủ đâu mà lấy bùa đỏ. Mày tủi lồn. Chợ đó có full seven. Nãy pop 1 là có thêm 2 số không rồi. Thôi đợi game này vậy. Ok Kha ơi, giấu bé ba Kha nha. Vậy game này kích top 1 kích tặng cho Kha nha Kha. Kha của thầy. Kha của thầy. Chơi game đéo cần lợi tức à. Chơi game đéo cần lợi tức à. Được, mà chơi game đéo cần lợi tức là chết đó nha. Ừ.
thì cứ nhận đi, chỗ anh em với nhau. Nhưng mà không có sao nhận mọi người. Mọi người cứ ép mình à. Mình không có giết người mà mọi người cứ ép mình. Địt mẹ mọi người hỏi cung mình, mọi người giết mình à. Mình không có giết. Cảm ơn Nguyệt nha Nguyệt. Cảm ơn Nguyệt Nguyệt nhiều nha. Cảm ơn fan. Mọi người OS cần cho Kit Kit 10k nếu thường yêu dấu để bà trong con mình. Nãy giờ đặt dấu chấm hỏi lớn luôn á. Nãy giờ Kit đặt dấu chấm hỏi lớn. Tại sao không thấy Nguyệt Nguyệt nữa nha. Kit qua Mã Lâm chưa. Biết gì đâu quá. Biết gì đâu Mã Lâm bên đó đâu quá. Anh em mà muốn mà mấy cái massage đó, anh em hỏi tự Linh nó rành lắm. Tôi đâu biết. Ôi như cô đồ đi. Ai tầm đi. Trời ơi, nó khít cái lỗ đít. Cái miệng giữ khách dẻo quá ta. Trời ơi anh Quai ơi. Cái gì nữa anh Quai ơi. Phải giữ chứ anh Quai. Không giữ người ta đi chết em luôn anh Quai ơi. Tầm này mà không giữ người ta đi chết em luôn á. Không giữ anh em bỏ anh em đi hết chết em luôn. Game này đồ mình đánh giá là hơi ít đó nha. Game này mình đánh giá là đồ nó hơi ít á. Đẹp mẹ mày khó nha. Mấy con chó này ưa đánh cái bài đủ má mày kết liên với lại đẹp mẹ mày TF như hôm qua nè. Kết mà không rành thứ hai không ai dám nhận thứ một. Mày mất xa. Nói vậy là không biết gì rồi. Nói vậy là mình thấy xào dưa rồi đó. Nói vậy là mình thấy vớ vẩn mình xào dưa rồi đó nha. Anh em nói vậy là anh em mình thấy anh em xào dưa rồi đó. Anh em nói vậy là mình thấy anh em xào dưa rồi đó. Tối nay đi đá banh, ngày mai chủ nhật chắc ngày mai chim thêm buổi tối nha anh em. Ngày mai chủ nhật chắc chim thêm buổi tối. Còn tối nay thì đi đá banh. Ngày mai, ủa mai mới thứ bảy hả? Mai thứ bảy chim cũng được. Chứ nó đụng má thiếu giờ quá anh em ơi. Không chim đụng má tháng này thiếu KPI lòi lòi mới lõi giải luôn á. Tối nay thứ sáu à, tối nay thứ sáu vậy đá banh cái. Tối nay mình gọi là mình thể thao mình sờ bọt một cái. Tối nay mình thể thao mình sờ bọt một cái. Anh tưởng tuổi lòn nhá. Chưa biết lực giang hồ, đồ má đây chưa biết lực giang hồ. Trời, lực... mày là đợt Bình Dương nhưng mà ở đây là chưa biết lực giang hồ. Chưa biết lực giang hồ, lực giang hồ em chơi. Lực giang hồ em chơi bằng mã tấu không á? Lực giang hồ em chơi bằng mã tấu không á? Chém chết mẹ nào nói vô em á. Lực giang hồ chơi bằng mã tấu. Lực giang hồ chưa biết lực giang hồ, kiểu tuổi trẻ mà anh em chưa trải sự đời. Dắt mũi chưa sạch. Hỉ mũi chưa sạch. Buông má bóp mũi chết luôn cho nó hỉ. Chứ nằm im cho tuột hả? Trời ơi người ta tuột quần mà mình nằm im cho tuột hả? Trời ơi. Nằm im vội luôn chứ không nằm im. Gái tuột nằm im vội luôn á chứ. Tự nhiên người ta tuột quần mà mình im cho người ta tuột sao được. Nó dậy chứ. Cảm ơn Hoài nhanh Hoài. Bên e đá sân Cộng Hòa Garden hay Thăng Long Kit. Em đá chảo lửa anh Quay ơi, em đá bên chảo lửa. Hôm nay anh Quay muốn giao lưu không? Tối nay đá nè. Cậu có khóa cửa nha. Nhỏ kia qua đó. Nhỏ kia qua đó nha. Khóa cái cửa lại. Tông tầng tầng tầng. Má đồ hình mà sao yếu với vậy ta. Ờ mày bú lò mẹ. Má game mà tính đánh đủ má mày và bài cơm gạo mà đi luôn chứ. Má nhìn mình nó tù quá. Nhìn cái lớp mình nó tù quá. Đấy biết chơi là sao luôn anh em. Trời ơi, phải dích nó gào đi mẹ mày. Nó sắn hai cái tay xuống. Công được, hợp lý. Đánh giá cái pha này là ổn. Đánh giá cái pha này là ổn. Đéo có cung thì top 8 nha Kit. Ừ. Bài nào không có cung đi. Ăn đi con, có sức tối đẩy xe nữa con. Nay là không thấy Badland đẩy xe ra chạy thấy cũng buồn.
quên cái tiếng xe của nó. Bữa nào thuê em đá đội giúp Adersico. Được luôn anh ơi. Mấy cái đó làm kit mà đồ win được. Trời ơi, ngu ngu tài bắt một cái rồi nó úp luôn con cực lằn. Em kit mà đồ say. Phải ron anh em ơi, phải ron bài, phải ron xíu. Có khi nào ra thêm con nữa không ta? Có khi nào ra thêm con cho mình nữa không ta? Thiết nghĩ coi nào ra thêm con nữa không nhờ? Đang lăn đâu? Ôi trời ơi! Mình biết mà! Mình biết mà mọi người ơi! Mình biết chứ! Mình chơi game mấy cái pha đó mình nhìn ra được mà. Bịt mẹ mày luôn. Mình biết mà, mình biết mình nghe được cái âm thanh nó phát ra. Dây chì, dây chì. Chạm đáy cua nói đau. Chạm đáy cua nói đau. Nó chửi kiếp kìa hả? Cả những mẹ đó. Kít mà đồ bùi. Cô tốc một nữa thì anh em chắc không khinh em đâu. Ai dám khinh em cái game này nữa anh Quai ơi. Kít mà đồ bùi. Ai dám khinh em cái game này nữa. Kít mà đồ bùi. Thằng nào khinh em nữa. Địt con mẹ mày thua kìa. Thua kìa, kít mà đồ bùi thua kìa. Lượm cái BF, lượm cái BF ghép giấm hồi sinh. Em kít bà đồ bùi. Má mình muốn ghép cái quỷ thư ghê luôn á. Mình muốn ghép cái quỷ thư ghê đó. Lượm muỗng làm gì? Xíu nó tự rớt cái muỗng à. Xíu nó tự rớt cái muỗng à anh em ơi. Chửi nữa kìa. Kít bà đồ bùi. Nó chửi anh em, nó chửi tôi hả? À, nó lóc trong lăn tôi rồi. Kít mà đồ bùi. Đẹp mẹ mày thua luôn chứ. Game mày top 8 trúng nó ỉa vô mồm. Game mày top 8 trúng nó ỉa vô trong mồm thiệt. Đó là em đi nhậu, 8 giờ đi nhậu. Rồi ta, đi với quay đúng không? Anh ờ bữa hổm cũng đi với mấy ông anh, bữa hổm cũng đi với mấy ông anh. Ừ, bữa cũng mấy ông anh, hôm bữa cũng mấy ông anh. Đéo biết anh gì. Bữa cũng mấy ông anh. Hôm bữa cũng mấy ông anh. Nói gì? Nói gì? Kiếp nó đi đúng rồi, ê nói gì được. Mấy ông anh. Kết bà đồ vui. Má rìa hừ ơi, cái thề nó là đẹp. Tụi nó giờ tụi đánh đồ hình này nhiều ghê ấy ta. Nó kẹp thứ hai hệ mà mạnh ghê á. Rồi nó kẹp thêm bí ẩn vô nữa. Trời ơi, găng nhiều dữ vậy. Quảng. Cái gì vậy?
sao mi ta? Cấp sao mi ta? Cấp sao mi ta? Má đó lóc càng lăn nữa rồi. Đừng lóc càng lăn nữa chứ. Cảm xa mi ta. Cảm xa mi ta. Ông hoàng bà đồ bui. Khi mọi người hỏi mà ai là ông hoàng bà đồ bui thì Kit mạnh dạn trả lời Kit bà đồ bui. Kit bà đồ bui. Cảm xa mi ta. Bắn vào găng lăng đi em ơi. Đúng rồi. Đúng. Hợp lý. Bắn vô. Bắn cái điệp mẹ mày. Bắn. Trời ơi, lồ kia nó cũng rớt hai món. Tôi cứ tưởng là tôi rớt điệp mẹ mày ngon rồi. Điệp mẹ mày đó cũng rớt hai món. Kit bro bui. Cam slime ta. Má giờ gặp nhà máy bay hơi khó nha. I need your love. Xoay đồ, xoay đồ. Xoay đồ cho Kha Dết. Xoay đồ cho Kha Dết. Lắp hai nước mắt cho dị hiền, anh cũng tính vậy đó nha. Trời ơi, không nhắc sớm anh là anh quên chứ anh tính lắp hai cái nước mắt cho dị hiền rồi đó. Điệt mẹ mày. Ốc cứt. Ui chết luôn rồi. Ui kệ nè. Ô kìa nè, đủ má nó tuồn à. Ô cho tôi con dít đi. Tôi chỉ cần dít. Ai lấy gì lấy, tôi lấy dít thôi, đủ má mày lấy dít chết tao nha mày. Có tuồn anh em ơi. Ủ má nó lấy dít pha này cao tơ cứng tôi luôn á. Ron đi, Ron dây xì 2 cái đi. Tốt như chị hai cái mới được anh em ơi. Má cái này găng lăng rồi. Tốt như chị lên hai cái tính gì tính. Cắt mana không ta? Cắt mana không ta? Ừ, mở rộng gì hiên luôn, đẹp. Kính chiêu yêu luôn đi anh em ơi. Trời này phải kính chiêu yêu rồi. Má quà công phải lên 2 đúng không? Con quà công mình phải lên 2 nó mới đẹp. Anh cảm ơn em nha cậu. Hoa cà màu tím, hoa tulip màu xanh. Lẽ nào anh không biết em cứ thầm yêu anh? Trời ơi. Kính chiêu yêu lộn này, kính chiêu yêu không biết có tên đó. Kính chiếu yêu nó. Ghét mà đồ vui. Cái này à, cái này cho Di Hiên đi. Cái này cho Di Hiên đi. Đánh giá của mình ép đồ hơi đẹp nha. Mấy bài này mình không úp 8 nổ rồi. Bài này mình, ủa mình không úp 9 được rồi. Mình muốn úp 9 ghê á. Chú nổi. Thằng lồ mà chơi chó mực mà địt mẹ mà đéo răng mực. Bú lồn mà em đuôi rồi. Thằng lồ em tôi chơi chó mực mà đéo răng mực. Bú lồn mà em đuôi rồi. Em tôi 8 cái sải lồn rồi. Tôi để con gì con găng lăng lên trên một mình tôi sợ nó bị lóc quá. Chứ để găng lăng lên một mình cho nó lên tiêu trước luôn. Tôi để nó một mình tôi sợ bị lóc. Có con nào có cây lóc không? Này có cây cây lóc nè. Trời ơi thôi xong rồi. Hai cây vô cực đệt mẹ mày khai dính nó cào lồn. Thank you.
sinh. Giáp hồi sinh. Giáp hồi sinh cho Dĩ Hiên luôn. Được anh em ơi, được anh em ơi, hợp lý anh em ơi, còn chơi được anh em ơi. Còn chơi được anh em ơi. Giáp hồi sinh. Vừa gặp nhà này á, chưa gặp nhà này. Giờ chắc mình gặp nhà này quá. Đúng đúng đúng. Bắn con găng lăng đi em ơi. Đúng. Đúng. Rớt muỗng. Rớt cái gậy nữa. Đúng. Điệt mẹ mày không rớt gậy ta. Thôi gậy chờ tên đi chợ đi anh em ơi. Gậy chắc mình nghĩ chờ cái tên đi chợ là đẹp và hợp lý. Trực khăn đi rồi, anh trực khăn đi rồi. Giờ chắc mình gặp bóng. Gặp nữa. Ý, tính lóc găng lăng đổi chỗ liền. Tính lóc găng lăng đổi chỗ ngay. Đổi chỗ ngay. Có gậy luôn. Tính lóc găng lăng đổi chỗ ngay. Tủi lồn. Điệt mẹ mày cút luôn. Tính lóc găng lăng. Đổi chỗ ngay, đổi chỗ ngay. Dí lồn cho lóc. Dí lồn cho mày lóc á. Trụ hang phép. Đứng yên một chỗ luôn á, cho mày đủ mày, mày muốn về cái lồn đó mày về. Yên một chỗ luôn á. Ủa mày đứng yên một chỗ á. Đéo tới một kìa mà. Kèm mà đéo tới một người ta lại khinh mình. Đéo tới một thì người ta lại khinh mình. Tặng cho mấy con vợ tới một luôn. Tặng cho mấy con vợ của cấp 1. Cảm ơn La Phi nha La Phi. Tôi nói rồi, tụi hàng này bao giờ nó mới bằng được mẹ mày cái trình độ của tôi được. Cái tụi hàng này chưa bao giờ mà cái trình độ mà điệt mẹ mày nó có thể mà nó sánh vai được với tôi. Chưa bao giờ mấy thằng lòn vàng bạc đá quý này điệt mẹ mày. Chưa bao giờ mà nó làm khó làm dễ tôi với cái từ cái bộ môn này. Chưa bao giờ. Thứ bảy máu chảy về tim. Mày làm gì anh? Mày mua à? Hả lăng bay.